gà quá. Cái đống thì tôi chán gà nồi. Rồi y chang. Phải nuôi em đá em chơi thì tiếc cũng chán rồi. Cái anh này nè, cái anh mà mới mua chồng nè, cắm anh nuôi gà đá hả? Ông nói hả, bây giờ ông mua bới chân rồi, ông nói cái sông mà ở ổng ở bên Phụng Hiệp á, ông nói là gà đá ông nuôi á tự nhiên nó ngã chết không. Tôi nuôi thì chán không mà làm biết giờ nuôi mà. Ủa xem, em đậu lâu không đủ? Sáng rồi. Thôi luôn. Sáng nay ông kêu qua bắt là đi xíu nữa. Để làm thế 15 con nha. Ghi 3 con rồi chết. À, để sáng nay chị chỉnh lại. Ừ. Mấy đực mấy cái không nấu luôn. Không nhớ. Đâu nhầm gì? Tính đầu con thôi. Nó đại 4 năm năm đực đi nó đại vậy đi, tính đại hơn. 4 năm. Như cá đực nó chung. Đực cá cũng quan trọng mà quan nhận đồng. Thì bản tôi kiểm tra gì sáng là điện biết bắt ra được tôi. Thôi bắt. Ví dụ như năm con đực sáng được con cũng tốt. Bỏ con cộng mình cho nó dễ ha. Cái nhiều nhiều thì hả? Cái nhiều là nữa không được nhảy đó. Đực cũng được. Sao đi tôi mua đực chứ mẹ không có. Mà giờ thí dụ vậy đi. Mỗi cái này nó mua nó mua thêm mấy đực nữa, ừ. Ba đực nữa thì nhảy được rồi. Nếu thiếu đực sau này khó lắm á. Chắc là đủ đực chứ dễ. Nói trung bình là trung bình nó là hai con cái, một đực là nhiều mà còn nếu mình nuôi số lượng nhiều thì như là mình tổng con là ba cái. Phải làm chuồng con cái con đực con cái chuồng ba chuồng á. Vậy hả? Được cái hả? Ừ, kéo cửa lên vô luôn á. Cứ một đực hai cái đi. Thì một đực hai cái thôi. Ừ, một đực hai cái. Đực nằm giữa. Đúng rồi đó, luôn vậy đi. Mai mốt á, nó nghe nè. Nếu mà cắt con rộng về cương xây dựng tết rộng thả chung hết lên đi. Em làm chuồng, mở chuồng em nó tạm bạch vô. Nó tắt rồi, thôi được chặt được nha. Hả? Nếu tròn là 3 kg là được chặt được. Tròn 3 kg nó dài lắm. Để nuôi vậy đi, khi nào phát triển tốt mình làm tiếp nữa. Còn nếu mà giờ cương nướng muốn làm mà nuôi mô hình thiên nhiên á là giờ cương xây đất trồng xây lên phải chừng 30 cái vuông thả vô hết cũng được á. Thả 10 con đi. Thí dụ thả tổng 10 cái tăng được. Thả vậy nuôi không. Giờ nuôi riêng cho nó về nuôi chuồng đi cho. Bây giờ thì nuôi chuồng riêng mà tới chừng lớn lên rồi là không có thả chung được. Mà thả chung lúc nhỏ này thì được. Giờ chuồng thì dư sức mình nuôi con chuồng dễ cho ăn, dễ kiểm tra rồi nó ỉa đầu này kia mình còn biết được chứ. Rồi ok vậy đi ha. Vậy là hồi nãy tính 15 con phải không? 15 con. Rồi. Rồi dạ. Rồi ok rồi. Bye bye nha. Cảm ơn mấy người nha. Vậy. Ok. Vậy chị. Dạ. Giống mình sang hết chứ. Móc mua mười mấy con nữa. Nhìn thấy tướng anh mẻ quá. Rồi vô bye bye nha.